Ngày nay, khi một điều tốt đẹp xảy ra, sự ra đời của một đứa trẻ, thoát khỏi một tai nạn có thể gây tử vong, hoặc mọi chuyện được dàn xếp để bạn gặp được tri kỷ của mình. Ngày nay, để nghe mọi người cảm ơn vũ trụ về điều đó là một chuyện rất bình thường. Bạn đã nghe thấy điều đó. Có lẽ ai đó đã học được một bài học cuộc sống và họ sẽ nói rằng vũ trụ đã dạy tôi điều này. Về cơ bản, ngày nay, từ vũ trụ được sử dụng thay cho từ Chúa. Và rất nhiều người hỏi, vũ trụ có phải là Chúa không? Kinh Thánh có nói gì về điều đó không? Vâng, chúng ta hãy nhìn vào sách Thi Thiên. Thi Thiên nói rằng, các tầng trời giao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời. Bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Và thật thú vị khi bạn tra cứu từ các tầng trời ở đây trong tiếng Do Thái. Đó là từ Shamaim. Và như bạn có thể thấy, từ các tầng trời đề cập đến bầu trời hữu hình, bầu khí quyển và những gì chúng ta biết là vũ trụ. Và vì vậy ở đây, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời muốn tạo ra một cái gì đó để giao truyền vinh quang của Ngài. Vậy Ngài đã tạo ra cái gì? Các tầng trời hay vũ trụ? Được rồi, chúng ta hãy xem xét một số câu khác. Timôthê thứ nhất nói rằng Đức Chúa Trời không thấy được. Được chứ? Và trong Roma chương 1 có nói những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế, người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài. Vậy, khi bạn ghép các mảnh ghép lại với nhau, theo Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Chúa là đấng vô hình, muốn làm cho vinh quang của Ngài trở nên hữu hình cho chúng ta. Vậy, Ngài đã làm điều đó như thế nào? Bằng cách tạo ra vũ trụ. Điều này rất sâu sắc. Vậy, Đức Chúa Trời có phải là vũ trụ không? Vâng, theo Kinh Thánh thì không. Nhưng bạn có thể nói, vũ trụ giống như bức chân dung của Đức Chúa Trời về chính Ngài. Bạn thấy đấy, Chúa là không thể thấy được. Ngài là thần linh. Và vì vậy, Ngài muốn tạo ra một cái gì đó hữu hình cho chúng ta để thấy bản chất uy nghi và vinh quang của Ngài. Và vấn đề là thế này. Nếu bản chất của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu và nếu vinh quang của Ngài không bao giờ kết thúc, Ngài sẽ phải tạo ra một cái gì đó rất vĩ đại, một cái gì đó rất tráng lệ, mạnh mẽ và dường như vô tận để phản ánh được dù chỉ một phần nhỏ tầm vóc của Ngài. Và vì vậy, nếu vũ trụ được cho là một sự thể hiện trực quan của Chúa dành cho chúng ta, chúng ta sẽ hiểu tại sao nó phải rất to lớn, dường như không có kết thúc, trải dài hàng tỷ và hàng tỷ năm ánh sáng. Nó phải phản ánh Chúa. Nếu bạn vẽ một bức chân dung của tôi, bạn chỉ cần một tờ giấy để làm điều đó. Nhưng để vẽ một bức tranh về Đức Chúa Trời vô hạn, bạn cần một khung tranh có kích thước bằng cả vũ trụ. Và nếu vũ trụ được tạo ra bởi Chúa, nó cũng sẽ cần phải có một khởi đầu. Chà, thật đáng ngạc nhiên, khoa học cho chúng ta thấy rằng đây là trường hợp. Bạn thấy đấy, khi bạn nghiên cứu chuyển động của các ngôi sao, rõ ràng là vũ trụ đang giãn nở. Và vì vậy, nếu bạn đảo ngược thời gian, bạn sẽ thực sự thấy vũ trụ co lại thành một điểm duy nhất. Và sau đó, tại một thời điểm nào đó, nó bùng nổ và mở rộng thành một khoảng không vô tận mà chúng ta thấy ngày nay. Và theo Kinh Thánh, khoảnh khắc đó, khi vũ trụ là một điểm có kích thước nguyên tử và bùng nổ thành một vũ trụ khổng lồ mà chúng ta thấy ngày nay, đó là khoảnh khắc Đức Chúa Trời vĩnh cửu, vô hình, quyết định vẽ hình của chính Ngài cho chúng ta.
Và vì vậy, khi tôi thấy ai đó cảm ơn vũ trụ hoặc ca ngợi vũ trụ về điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra, tôi đánh giá cao rằng người này đủ khiêm nhường để thấy rằng có một sức mạnh ngoài kia lớn hơn chính họ. Chắc chắn rồi. Nhưng theo Kinh Thánh, để cảm ơn vũ trụ chứ không phải Chúa gần giống như việc cảm ơn bức chân dung của ai đó thay vì chính người đó. Vì vậy, tôi trân trọng các vì sao, tôi trân trọng các thiên hà, vẻ đẹp của nó. Bởi vì về cơ bản, đó là bức tranh của Chúa về chính Ngài. Vậy vấn đề ở đây là, hãy trân trọng bức chân dung và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Nhưng bằng mọi cách, hãy nhận biết đấng tạo nên nó. Và theo Kinh Thánh, cùng một đấng đã vẽ nên vũ trụ như một hình ảnh uy nghi của Ngài cũng đã đến với chúng ta trong hình dạng con người để chúng ta có thể kinh nghiệm Ngài cách cá nhân.